Chắc là đến Hàn Nguyệt Sơn Trang. Ừ, dù sao cũng là một cuộc tỷ thí, chỉ bằng chúng ta tỷ thí tại đây. Hai vị khéo hiểu nhầm, ta đến đó không vì tỷ thí. Ta không biết võ công, trong tay có kiếm sắt lại bảo không biết võ công. Trong tay ta chẳng phải binh khí gì, chỉ là vật chứng. Vật chứng? Đại ca, không cần đôi co làm gì, giết hắn đi. Giết. Thì ra đây là hai vị trưởng môn của Hắc Thủy Đường. Ngươi là A Kiệt Quỷ Phiến Tử. Người ta đã bảo không biết võ công, chắc người còn ở đây lôi thôi. Biết điều chút đi. Nghe không? Xem cái lũ các ngươi, đầu óc ngu đần, không đáng tồn tại trong giới giang hồ. Ngươi nói đúng, ta sẽ rút khỏi giang hồ ngay. Đa tạ huynh đài ra tay giúp đỡ. Ta thích nhất là tiêu diệt những kẻ không biết điều, thích nhất là những người không biết võ công như thiếu hiệp. Tại sao? Chỉ có người không hiểu nội công mới nói chuyện đạo lý. À, không tỷ thí thì thiếu hiệp đến Hàn Nguyệt Sơn Trang để làm gì? Tôi đi tìm hai vị chủ Sơn Trang Lý Thị Song Đao, hỏi một số việc. Thiếu hiệp không biết đại trang chủ Lý Trì 8 năm trước đã bị sát hại. Lý Nhân, đệ đệ của ông ta cũng bị mù, đầu óc chắc cũng không còn minh mẫn. Đưa tin tỷ thí, tìm chủ nhân mới cho Sơn Trang nên ta đến. Chúng ta cùng đi. Được thôi. Mì đến đây rồi. Đến đây, đến đây. Mì của khách quan đây ạ. Xin mời. Tiểu nhị, thêm nước để bọn ta còn kịp lên đường. Có ngay, có ngay. Khách quan, nước của khách quan đây. Tiểu nhị, khách quan, xin mời vào trong dùng mì ạ. Mời ngồi. Đại ca, thật sự Kim Phật không phải để trộm mà. Để phải nói thế nào đại ca mới tin đây? Tam đệ, sau khi bốn người chúng ta đào Kim Phật từ mộ lên, chỉ có một mình đệ bảo quản. Đệ nói mất rồi ai tin được chứ? Nói thật đi, nó đâu rồi? Đại ca, tiểu đệ đâu dám. Đệ thật lòng không biết. Tam đệ, nếu người lấy, nhanh giao nộp cho đại ca đi. Đại ca, đại ca có thể giết chết tiểu đệ, tiểu đệ cũng đành chịu. Đừng có giả biện nữa. Có tin ta trừ khử ngươi không? Khách quan xin dừng tay đừng đánh nữa. Quán mì bổn tiệm không dễ làm ăn gì. Cút đi, đứng lên. Đại ca thật sự không phải đệ. Một đám trai tráng ra tay với nữ nhi. Xin lỗi cô nương đó ngay đi. Không liên quan gì đến ngươi. Ta nói nghe không? Xin lỗi ngay. Xin lỗi. Bọn ta đang ngứa ngáy đây. Xin lỗi có tìm thấy được Kim Phật không? Nếu không xin lỗi, ta sẽ đánh các ngươi thành Kim Phật. Được thôi, thử xem. Xông lên. Khoan, chẳng phải là Kim Phật ư? Ta biết nó ở đâu. Ngươi biết? Tiểu huynh đệ, coi chừng cái mạng nhà ngươi. Ta chưa muốn chết bây giờ. Kim Phật không phải do tam đệ nhà các ngươi lấy. Trong đám các ngươi có kẻ nói dối. Mày từ đâu đến? Ăn nói sằng bậy. Đại ca, đừng tin nó. Tiểu huynh đệ nói tiếp đi. Kim Phật rốt cuộc ở đâu? Từ khi các ngươi bước vào, ta đã thấy
trong các ngươi có người rất khả nghi. Những người khác đều bỏ các thứ sang một bên, duy chỉ có ngươi. Sao không bỏ cái ống nước lên bàn? Ta, ngươi không dừng uống nước, chứng tỏ ngươi rất khát. Nhưng sau khi vào đây, lại không hề bảo tiểu nhị lấy thêm nước, chứng tỏ trong ống này đầy nước. Điều này rất mâu thuẫn. Nếu ngươi không nói ta cũng quên mất. Trên vai còn vác đây này, xem ra không phải ngươi quên. Mỗi khi nhắc đến kim vật, ngươi đều bất giác sờ cái túi trên vai. Hơn nữa, vết hằn trên vai ngươi rất rõ. Điều đó chứng tỏ đồ vật nằm trong ống không phải nước, nó nặng hơn cả nước. Chân tướng chính là kim Phật nằm trong đây. Đưa ta xem. Nhị ca, là ngươi lấy ư? Không phải, không phải. Ngươi dám lừa ta? Ngươi dám đặt điều? Bắt lấy nó. Đa tạ người anh em. Thật thông minh. Xin hỏi người anh em làm gì? Ta là một trinh thám, gặp án không thể không phá. Tại hạ dân ốc Sơn Triệu Ngã Hoàng. Người anh em kết giao nhé. Cảm tạ sự trượng nghĩa của thiếu hiệp. Dám hỏi danh tánh của thiếu hiệp đây là gì? Tại hạ tên Giảng Bất Tri, thần cơ cốc. Hôm nay tại hạ nợ huynh đài ân tình, ta phải giải hắn về phục lệnh. Hẹn một ngày báo đáp. Không cần báo đáp. Lên đường thôi, đi nào. Đại ân của Giảng thiếu hiệp không thể không báo đáp. Không cần. Nhanh đứng lên. Cáo từ. Hẹn gặp lại. Triệu huynh, Ngã Hoàng ta còn phải đi, hẹn gặp sau. Được được, cáo từ. Trinh thám. Tiểu nhị, khách quan đến đây, đến đây. Khách quan, mì của ta bao nhiêu tiền? Của khách quan 2 quan tiền. Tiền của ta hình như bị đánh cắp rồi. Khách quan người đùa sao? Chỉ có 2 quan tiền mà cũng muốn quỵt sao? Tiểu nhị, hay thế này đi, lần sau ta quay lại, đến lúc đó ta sẽ trả sao? Những kẻ ăn quỵt như ngươi ta gặp nhiều rồi. Hãy để đau lại, người có thể đi. Hành tẩu trên giang hồ, không đao kiếm thiệt là mất mặt. Không được, phải trả tiền cho ta. Tiểu nhị, khách quan đến đây, đến đây. Không trả tiền cho ta thì không được đi. Khách quan thật sự xin lỗi. Bên kia ồn ào ảnh hưởng đến khách quan. Thật là mặt dày người xem. Chỉ có 2 quan tiền thôi mà, đừng để người ta khó xử. Hãy tính vào phần của ta. Xin đa tạ. Xem như người may mắn đấy. Đa tạ. Tử phùng tri kỷ thiên bôi thiểu, chi bằng chúng ta hãy cạn ly ở đây. Xin lỗi, ta còn có việc quan trọng, cần lên đường gấp. Thôi đành vậy. Đại hiệp xem ra dường như đang có tâm sự. Bằng hữu ta làm tổn thương ta,
Ta và huynh ấy đã chấm dứt. Thật tốt quá. Còn có bằng hữu để mà chấm dứt. Bằng hữu của huynh đâu? Giống như huynh, đường ai nấy đi cả rồi. Nào, hãy cạn ly lần cuối trước khi lên đường. Cảm ơn đại hiệp đã ra tay giúp đỡ. Chỉ là 2 quan tiền thôi mà, không đáng để nhắc đâu. Xin cáo từ. Cáo từ. Ta tên gọi Triển Tứ, đi Liêu Đông giải quyết chút việc. Khi trở về, nếu huynh còn ở đây, ta sẽ gửi lại tiền cho huynh. Huynh đi Liêu Đông để giết một người tên Giản Bất Tri đúng không? Đúng vậy. Còn một người nữa tên là Triển Thập Thất. Tại hạ là Dương Ốc Sơn Triệu Ngã Hoàng. Nếu muốn giết bọn họ, hãy bước qua xác của ta trước. Vì vậy chứ, chỉ cần xuất đao cũng như vậy cả thôi. Nhát dao chí mạng này bị hắn cản lại. Cả quá trình ta đã quan sát rất kỹ. Hắn nhắm vào đầu của ta, tốc độ rất nhanh. Ta ẩn mình trước, sau đó sẽ nhằm vào phía sau cổ sơ hở nhất mà chém. Nhưng đột ngột thay đổi chiêu thức, dùng phản thủ đao suýt chút nữa là lấy mạng ta. Đao pháp vừa đa dạng vừa linh hoạt như vậy, chỉ có thể là đao pháp phản thủ đao Lý Gia của Hàn Nguyệt Sơn Trang. Có muốn đánh nữa không? Huynh không phải chỉ biết chiêu này thôi đấy chứ. Ta có bao nhiêu chiêu, huynh đều biết cả rồi đấy. Đánh một trận đến cùng đi. Đao pháp mà huynh dùng là đao pháp của Lý Gia ở Hàn Nguyệt Sơn Trang. Huynh biết đao pháp mà ta đang dùng. Ta mong đi đến Hàn Nguyệt Sơn Trang một chuyến để giành lấy danh hiệu thiên hạ đệ nhất đao. Tiếc là ta chưa có cơ hội đến đó, thì nghe nói họ đã chết hết cả rồi. Hôm nay huynh thắng ta, huynh chính là thiên hạ đệ nhất đao. Không thể không thừa nhận đấu với huynh thật sảng khoái. Nhưng tất cả những điều này đều kết thúc ở đây thôi. Triệu Ngã Hoàng, hãy ra đây quyết đấu một trận nào. Đừng làm con rùa rụt cổ nữa.
Đạo pháp không có mắt. Ít chính là nhiều, chậm chính là nhanh, yếu chính là mạnh. Đừng tìm nữa, ta đang ở đây rồi. Thật sảng khoái. Thì ra là như vậy. Trăng đêm nay rất đẹp, nhưng tiếc thay không thể nào cùng nhau uống ly rượu. Ta thua rồi. Tại sao lại muốn giết ta và Giảng Huynh? Minh Nguyệt, sao cô lại ở đây? Đây là đâu? Cái này là thêu cho ta đúng không? Có thể cho ta xem một chút không? Thật là đẹp như cô nương vậy. Tỉnh rồi sao? Diệp tiên sinh, sao lại là người? Ngươi tưởng ta là ai chứ? Giảng công tử nhà các ngươi cũng không biết cái này đâu. Đây là đâu? Ta cũng không rõ lắm. Có lẽ sắp đến Liêu Đông rồi. Ngươi đã ngủ suốt mấy ngày rồi? Nếu không phải bọn ta quan tâm đến ngươi thì ngươi đã sớm chết cống rồi. Ai bảo các người đến cứu ta? Tên tiểu tử không biết tốt xấu kia, hắn đang điều khiển xe ngựa. Sao huynh lại để hắn điều khiển xe ngựa? Diệp tiên sinh, Triệu Ngã Hoàng thế nào rồi? Có lẽ hắn không gặp trở ngại gì lớn đâu. Vẫn chưa tỉnh à? Thế thì thật đúng lúc. Huynh ra ngoài đánh xe đi, để ta khâu cho huynh ấy. Vì khâu vết thương ngươi cũng biết sao?
Ta đương nhiên là không biết rồi. Nhưng trước đây có học qua may giá quần áo. Chắc trình tự cơ bản đều giống nhau đúng không? Ngươi là tay mới, cái này khi khâu e sẽ rất là đau. Đau sợ gì cơ chứ? Dù sao huynh ấy cũng chưa tỉnh. Không sao đâu, Diệp tiên sinh yên tâm đi. Được, thế thì giao cho ngươi. Vâng. Ta có thể bắt đầu được rồi. Chờ đã, chờ đã. Diệp tiên sinh hãy chờ khâu xong rồi hẳn đi. Tỉnh rồi. Vẫn còn ngang bướng như vậy, người biết ai cứu người không? Ta không cần cầu xin các người cứu ta. Nếu cần cứu thì chắc chắn Diệp tiên sinh sẽ cứu ta. Ta trở thành Diệp tiên sinh rồi đúng không? Thế thì tốt, hãy để Diệp tiên sinh ta tiếp tục khâu cho ngươi. Khoan chờ đã, cái gì vậy? Ta đã luyện rất thành thạo. Thế thì chi bằng ta lại đi Thiên Sơn mời tiểu yêu nữ về lại khâu cho ngươi. Thế thì không cần, cô ta ra giá rất đắt, ta không trả nổi. Tiền của ta đều ở trong quán rượu hết rồi. Đúng vậy, ngươi chịu đựng chút đi, giá cô ta rẻ hơn nhiều. Khoan chờ đã, Diệp tiên sinh. Diệp tiên sinh, nhanh vào đây đi. Ngươi gọi mấy làm gì? Ông ấy đang ở ngoài đánh xe. Ta khâu là được rồi. Nào đến đây, đến đây. Giảng huynh, ta sai rồi. Ta sai rồi, ta sai rồi, được chưa? Không cần nhìn phía trước mà đi. Bất cứ hành động nào của cô đều có thể khiến bọn chúng xuất đao. Ta dám chắc rằng đao của bọn chúng nhanh hơn thân thủ của cô rất nhiều. Lần này tuy là có thuốc tê cũng sẽ rất đau. Tuy vết thương rất nhanh hồi phục, ngươi hãy chịu đựng một chút. Đại ca, ngoài cửa có một cô nương tự xưng là Liễu cô nương cầu kiến, nói là chịu sự ủy thác của thần cơ cốc đến hỏi thăm một việc. Thần cơ cốc, hãy bảo cô ta vào đi. Dân. Người đã đưa vào. Đại ca, đã cho cô ta vào. Ta là Liễu Sắc Tân, chịu sự ủy thác của bằng hữu ở thần cơ cốc, đến hỏi ngài và Dương Quả Bán Giang khốc Diệp 8 năm về trước. Ngươi đến tìm ta nên biết là có thể phải trả giá đúng không? Ta biết, ta không có tiền, nhưng ta có thể giúp ông giết người. Người trong thiên hạ đều biết rằng nếu nói giết người thì hiếm ai có khả năng thắng ta. Nhưng ta lại rất muốn xem thử cô nương có bản lĩnh đến đâu. Ông muốn xem thế nào? Ngay bây giờ cô nương hãy giết một người cho ta xem. Hãy đưa vũ khí cho cô ta. Ông muốn giết ai? Trương Đại Cang. Đại ca, nào, giết đi. Khoan đã, lúc nãy ngươi nói gì? Ta bảo hãy giết đi. Rõ ràng là chưa đánh. Sao ngươi biết sẽ bị giết chết? Trước đây chúng tôi đã gặp nhau và cũng đã từng giao đấu. Tiểu đệ chưa từng đánh thắng cô ta. Nếu ngươi biết ngươi không thắng nổi cô ta, tại sao không nói? Tại sao lại tự chui vào chỗ chết? Đại ca, như vậy danh tiếng của Tiêu Cục sẽ bị hủy diệt rồi. Ta một mình đơn độc đến Tam Thông, được đại ca ban cho chén cơm. Đây là lần đầu tiên đại ca giao cho tiểu đệ nhiệm vụ, tiểu đệ phải làm cho tốt. Hơn nữa, đại ca bảo cô ta giết tiểu đệ, chắc chắn cô ta quan trọng hơn cái mạng của tiểu đệ.
Hai người đều là nhân vật quan trọng, tiểu đệ chấp nhận phục mệnh. Đến đây, cô nương kia, ta họ Liễu. Liễu cô nương, giết đi. Được, không cần đánh nữa. Ta đã nhìn thấy rõ khả năng của cô. Các người đều lui ra đi. Không có lệnh của ta, không ai được phép vào. Vâng. Vâng. Bây giờ ông có thể cho ta biết ta cần giết ai rồi đúng không? Ta có thể tự làm. Ta không cần cô giết người, nhưng ta chỉ biết giết người. Ta cần biết câu chuyện về Dương Quả. Chỉ cần cô nương làm giúp ta ba việc, ta sẽ nói cho cô biết điều cô cần. Ông nói đi. Vào giờ ngọ 5 ngày nữa, ở ngôi miếu rách cách tiêu cục 10 dặm, ngươi hãy đến đó thay ta cứu một thiếu niên. Nếu việc này ngươi không hoàn thành, thì không có việc tiếp theo nữa. Được rồi, ta đồng ý với ông. Nếu ta hoàn thành việc đó thì sao? Ta sẽ tự tìm cô. Chắc chắn vậy nhé. Tại hạ xin cáo từ, không tiễn. Thuốc tê lần này ngươi dùng khác với lần trước. Lần này rất đau, cho nên... Tại sao ngươi lại trộn thêm thứ gì vào thuốc nữa? Ngươi dám phản bội ta? Ta, người đứng đằng sau ngươi là ai? Ta đã nói rồi, không có sự cho phép của ta không được phép vào. Đại ca, vừa nãy cô nương kia đã nói gì? E rằng đó không phải là mục đích thật sự của ngươi. Là ngươi đã mua chuộc Lan Y, hạ độc ta. Đại ca anh minh, lý do gì sao? Ngươi đã không còn giả tâm. Tiêu cục Tam Thông sớm muộn gì cũng lụng bại dưới tay ngươi. Là lúc ngươi nên thoái vị rồi đó. Đừng trách móc nữa. Nếu thuốc không phát tán thì ta sẽ không bước vào. Đại ca yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Ta đã giao phó cho lão nhị danh chính ngôn thuận tiếp quản tiêu cục. Hãy đưa tính vật ra đây. Không cần vội, ta sẽ chờ. Đứng lại, là ngươi phải không? Đừng chạy nữa, đúng vậy, đừng chạy nữa. Nhanh. Xin lỗi đã làm kinh động đến cô nương. Chúng tôi là tiêu sư của tiêu cục Tam Thông, đang giải quyết vấn đề nội bộ. Người phía sau cô nương đã lấy trộm đồ của chúng tôi. Chúng tôi phải bắt hắn về. Hắn, các người hôm nay không thể đưa hắn về được. Đừng ép bọn ta phải ra tay. Các người cũng đừng ép ta phải ra tay. Hôm nay ta không muốn giết người. Tiến lên bắt người thôi. Đi. Ngươi hãy thả ta ra. Thả ta ra đi. Ngươi hãy thả ta ra. Về đi. Nếu ngươi không giết bọn họ, sau này hậu quả sẽ khó lường. Ta không muốn ra tay sát hại. Hãy nghe lời ta. Đi đi. Ngươi không ra tay thì ta đi. Bây giờ ngươi biết nên nghe lời ai rồi đúng không? Tiểu nhà đầu này, chẳng phải ngươi là một tiểu tử à? Ta cảnh cáo cô, ta lớn hơn cô nhiều, không được gọi ta như thế. Cái gì, nóng tính hơn ta đúng không? Đi, đi nhanh lên, thả ta ra. Thả ta ra đi. Nhị ca xin thứ tội. Nhị ca xin thứ tội. Nhị ca xin thứ tội.
xin thứ tội. Tất cả đều đứng dậy đi. Sau này các ngươi không ai được phép quỳ. Tạ ơn nhị ca, tạ ơn nhị ca. Các ngươi cũng không dễ dàng gì. Yên tâm, ta sẽ không nói lại với đại ca. Tạ ơn nhị ca. Ta chỉ cảm thấy kỳ lạ, một tên trộm tay trói gà không chặt, sao các ngươi lại để thua cơ chứ? Không chỉ có một mình hắn, còn có một nữ cao thủ bảo vệ hắn. Bọn tiểu đệ thua dưới tay ả. Được rồi, các người lui về dưỡng thương đi. Tạ ơn nhị ca, tạ ơn nhị ca, tạ ơn nhị ca. Nhị ca, không cần lo lắng đâu. Chúng ta có bốn đại cao thủ. Tuyết Sơn tứ sát. Chào nhị đại ca. Nhị ca, có bọn họ ở đây, hai đứa nhảy nhép kia không thể gây ra chuyện gì. Tốt quá, tốt quá rồi. Nhị ca, nhị ca, tam ca, Bạch Hồ phái Yên Sơn cầu kiến, hắn bảo có gì cần gặp đại ca. Yên Sơn phái, đưa hắn vào thư phòng của đại ca. Dân tam đệ à, việc của tên trộm đó không được quá xem thường đâu. Nhị ca yên tâm, kẻ thù của Tiêu Cục chính là kẻ thù của Mai lão tam ta. Được rồi, lui xuống đi. Dân đại ca, khách đã đến rồi. Tiền bối, tại hạ là Bạch Hồ Nhị, đệ tử của Yên Sơn phái. Đây là tam đệ của ta Bạch Mã, tứ sư đệ Bạch Đầu Ông. Đại ca ta gần đây sức khỏe không được tốt, không biết ba vị thiếu hiệp đến tìm là có chuyện gì. Tại hạ chịu sự ủy thác của một người bạn ở Thần Cơ Cốc, muốn đến hỏi Dương lão đại chuyện liên quan đến Dương Quả tại Thần Cơ Cốc 8 năm trước. Dương Quả, cái này các vị cũng thấy rồi đó, gần đây ta không được khỏe lắm. Hơn nữa nội bộ lại xuất hiện một số thành phần nổi loạn. Ta thật sự chẳng còn tâm trạng nào để nói đến chuyện 8 năm về trước cả. Thế này đi, chờ mọi việc giải quyết ổn thỏa xong, ta sẽ nói cụ thể hơn với các vị. Các vị đi đường cũng vất vả rồi, hãy bảo nhị đệ sắp xếp nơi nghỉ ngơi cho khách đi. Các vị hãy ở tạm đây ít hôm. Nếu nội bộ Tiêu Cục đang xảy ra chuyện, vậy thì chúng tôi không làm phiền nữa. Thật sự xin lỗi các vị, đại ca ta sức khỏe không được tốt, vậy ta không tiện các vị nữa. Xin lỗi đã làm phiền. Ta còn một vấn đề nữa muốn hỏi. Xin cứ hỏi. Có phải đã có một cô nương đến tìm tiền bối? Không có. Thế à? Xin cáo từ. Giảng huynh, ta thấy Dương lão đại này có gì bất ổn. Mỗi câu ông ta nói đều phải nhìn sắc mặt của phó lão nhị. Hơn nữa tay của phó lão nhị luôn đặt trên vai ông ta. Huynh nói xem, phải chăng là đã xảy ra chuyện gì? Huynh nói không sai chút nào. Còn một điểm nữa rất đáng ngờ. Điều gì nữa? Bọn họ chắc chắn đã gặp Triển cô nương. Ta đói lắm rồi. Ta không ăn cá, chỉ ăn gà thôi. Thích ăn thì ăn, không ăn thì chết đói.
Ngươi mau tách nó ra khỏi chân ta. Tại sao ngươi không để ta đi? Ta trói vậy yên tâm hơn. Nếu ta không có việc cần Dương lão đại giúp thì ta đã không ra tay cứu ngươi. Giờ ta đang chờ Dương lão đại đến đây. Nếu ông ấy đến mà ngươi không ở đây, ta lấy gì trao đổi với ông ấy chứ? Vậy thì ngươi hẳn thất vọng lắm rồi. Dương lão đại có thể cả đời này không đến đây được. Tại sao? Nội bộ tiêu cục Tam Thông nổi loạn, việc này không mấy người biết. Vậy tại sao ông ta bảo ta cứu ngươi, không cứu ông ta? Có phải ngươi đã trộm thứ gì của bọn họ đúng không? Ta có thể trộm gì cơ chứ? Ta biết bí mật của bọn họ, bí mật của việc nổi loạn trong nội bộ. Ta biết tín vật của bọn họ nằm ở đâu. Tín vật gì vậy? Tín vật là tín vật thôi. Một bang phái lớn như vậy, không có tín vật thì nghe ai được? Tín vật đang ở đâu? Tại sao ta phải nói với cô? Cô nhanh cởi trói cho ta đi. Lát nữa kẻ thù truy đuổi đến, ta muốn chạy cũng không chạy được. Ngươi yên tâm, chỉ cần có ta ở đây, cho dù ngươi bị bắt nhốt hay bị treo lên, ta đều không để cho ngươi chết đâu. Nếu lỡ ngươi không đánh thắng nổi bọn họ thì sao? Hãy cởi trói cho ta. Cởi trói xong chúng ta đều có thể chạy. Ngươi biết khinh công không? Bây giờ thì không biết. Vậy ngươi có thể chạy đến đâu? Không thể nói như vậy được. Con người ta ở đời, chỉ cần dùng tâm để làm mọi việc thì chắc chắn sẽ thành công. Mong muốn của ta bây giờ là được cao chạy xa bay. Thích làm gì thì làm, thích đi đâu thì đi. Nếu như có thể dẫn theo cô nương mình yêu thì càng tốt. Tiểu tử thối, mới chút tuổi đầu đã bắt đầu tơ tưởng cô nương này nọ. Ta cảnh cáo ngươi, không được gọi ta là tiểu tử. Tên trước đó không tôn trọng ta, đã sớm thành nấm đất đen rồi. Thật đáng thương. Tính cách của ngươi vẫn còn trẻ con như vậy, chắc chắn chẳng ai muốn gặp ngươi. Đúng vậy, không ai chờ đợi gặp ta. Nha đầu, ngươi có người trong mộng rồi à? Có. Giảng công tử, huynh bây giờ đã ở Hắc Vũ Lĩnh điều trị độc rồi đúng không? Ta nhớ huynh vô cùng. Triển cô nương, ta sắp không chịu nổi rồi. Giảng công tử, huynh đừng làm ta sợ. Giảng công tử, Giảng công tử, huynh tỉnh lại đi. Giảng công tử, Giảng công tử, tiểu nha đầu, cậu muốn trói ta vậy ư? Tiểu tử thối, ngươi muốn chạy đi đâu? Quay về rồi nói.
Sao vậy? Cái mùi của người sống. Giờ nãy bên kia có người. Đi quay lại lục soát thử xem. Nha đầu, trước đây là ta không đúng, nhưng ta nói cho ngươi biết, đừng nên quá đáng nhé. Rõ ràng là ta bảo vệ ngươi, tại sao ngươi vẫn cố tình chạy trốn? Gà ở đâu mà đi lạc đến đây? Đừng giở trò với ta, không qua mặt được ta đâu. Ta chỉ muốn lấy tính vật, sau đó ra khỏi thành. Ngươi nói đi, tại sao ngươi luôn muốn bỏ rơi ta? Ngươi muốn đợi Dương lão đại, thế thì cho dù nguyên nhân gì, ngươi đều không thể rời khỏi đây. Ngươi nói đúng. Vậy thì ta nói cho ngươi biết, nếu cứ tiếp tục chờ đợi như vậy, ngoài kẻ thù ra chẳng có gì khác nữa cả. Có như vậy ta vẫn đợi. Ta có lý do cần phải đợi. Ngon thật đấy. Ngon thì ngươi ăn nhiều một chút. Ngoan ngoãn đừng có chạy lung tung. Không có vấn đề gì. Ta nói thật đấy, xưa nay ta chưa từng được ăn gà ngon như vậy. Dương lão đại mỗi ngày đều cho các ngươi ăn cao lương à? Hắn đó à? Đối với thuộc hạ không tốt, bảo thủ cố chấp, tính khí lại nóng nảy, không chịu nghe khuyên bảo ngoan cố. Có thể ngồi vững trên điểu ngư đài là nhờ vào võ công bản thân lợi hại. Rất nhiều người chỉ dám ôm hận mà không dám hé một lời. Điểm này Phó lão nhị làm tốt hơn hắn. Phó lão nhị có nhân tính hơn nên hắn mới có cơ hội. Cho nên cái gọi là nội loạn là do Phó lão nhị tạo phản. Ta đã nói rồi, Liêu Đông là nơi đầy rẫy thị phi. Nếu không vì bản thân có nhiệm vụ quan trọng, ta đã sớm phiêu du khắp nơi rồi. Một chút tuổi đầu đã bày nói chuyện như cụ. Ngươi nhìn ta làm gì? Ngươi không phải là con trai của Dương lão đại đấy chứ? Dương lão đại không có lấy vợ, sinh con. Dương lão đại con người này tuy nhiều khuyết điểm, nhưng lại không có tính phong lưu. Về mặt tình cảm lại rất chung tình. Ta thấy không có gì so sánh được với tự do. Đúng vậy, tự do thì quá tốt rồi. Sao vậy? Ngươi cũng không tự do phải không? Tất cả đều là quá khứ rồi. Không phải ngươi đã từng nói, một người nếu muốn dùng cả đời mình để làm gì đó thì cuối cùng cũng thực hiện được. Muốn tự do phải không? Thế thì hãy giành lấy. Ta đã giành lấy rồi. Ngươi xem, để trở thành như bây giờ, sao không ăn nữa đi? Không phải ngươi bảo đã có người trong lòng rồi sao? Thế hắn ta đâu? Sao lại để ngươi một mình vào sinh ra tử thế này? Huynh ấy cũng không biết võ công như ngươi. Có huynh ấy ở đây, ta lại bận tay bận chân. Thì ra là như vậy. Cô nương thích kiểu người không biết võ công. Thảo nào đối với ta tốt như vậy. Tiểu tử thối, đồ tiểu quỷ. Lần cuối cùng ta cảnh cáo cô, không được phép gọi ta là tiểu tử thối. Còn nữa, không được đánh vào đầu của ta. Chẳng phải là do ngươi nói lung tung mà. Cô thích đánh người không biết võ công. Thế thì người trong lòng cô chắc chắn là người đàn ông đáng thương nhất trong thiên hạ. Ngươi sai rồi. Ngươi mới là người đáng thương nhất trong thiên hạ. Huynh ấy trên thế giới này là người đàn ông mạnh nhất. Đến ngay võ công cũng chả biết thì có thể mạnh đến cỡ nào. Ta thấy ngươi đang ở trong trường hợp tình nhân nhã lý xuất tây thi. Tiểu nha đầu, khẩu khí cũng ghê gớm lắm. Tiểu tử thối, miệng lưỡi không xương. Ngươi nên tích chút khẩu đức đi. Cô đối với người đàn ông của mình như vậy ư? Bị ta tìm thấy rồi. Tuyết sơn tứ sát, ngươi cởi trói cho ta nhanh.
Ta tưởng chúng ta bắt được cao thủ nào, hóa ra là tên tiểu tử thối và một tiểu nha đầu. Đi nhanh lên. Không ngờ các người đuổi theo nhanh như vậy. Ta đã nói rồi, còn ta đây, ta sẽ không để bọn chúng đụng đến ngươi. Đây là Tuyết Sơn Tứ Sát, chuyên làm nhiệm vụ sát nhân cho Tiêu cục Tam Thông, chưa hề thất bại. Ở chỗ này có ba người, chắc chắn còn một người đang ở chỗ chúng ta không nhìn thấy. Nếu đã biết bọn ta là Tuyết Sơn Tứ Sát, thế thì đừng nói những lời vô nghĩa nữa, hãy mang tính vật ra đây. Đây là việc giữa ta và các ngươi, không liên quan đến cô ta. Hãy để cô ta đi đi. Đừng phí lời nữa. Tính vật đâu, giao ra đây. Ai dám động vào hắn, ta sẽ giết kẻ đó. Hãy đứng sau lưng ta, đừng đi đâu cả. Xông lên. Ta đến đây. Ngươi đi nhanh đi, bọn họ sẽ không lấy mạng ta. Cứ xem như ngươi giỏi giỏi đi, cũng đừng hòng thoát khỏi tay Tứ Sát này. Trương Đại Cang. Không sao chứ? Chúng ta phải mang cái xác giấu đi, nếu không may bị phát hiện thì sẽ rất phiền phức. Bên này. Hãy đưa tín vật ra đây, nếu không tất cả đều phải chết. Mang mạng ra đây. Trời đất trở nên lạnh giá, bị giam hãm giữa ánh sáng và bóng tối. Nụ cười không bao giờ tắt của nàng, sáng chói như dải ngân hà. Không thể thôi yêu nàng. Những kỷ niệm luôn ở trong ta. Ánh sáng sau cơn mưa chói lóa rực rỡ, đó chính là nàng. Cũng chính là lúc ta thấy nàng. Ta cứ ngỡ chẳng bao giờ gặp lại chàng. Muốn bỏ rơi Giản công tử của nàng ư? Đâu có dễ dàng như vậy. Chúng ta chẳng phải đã nói rõ rồi ư? Huynh đi hắc vũ lĩnh giải độc, ta đi Liêu Đông giúp huynh giải quyết mọi việc. Tại sao huynh không nghe lời? Ai bàn bạc với nàng chứ? Rõ ràng là nàng bỏ rơi ta, còn cho ta uống thuốc mê nữa. Nàng biết nàng có tội gì không? Xin lỗi, huynh bệnh nặng như vậy,
lại luôn suy nghĩ về việc ở Liêu Đông, nên đây là cách mà ta nghĩ sẽ tốt nhất. Ta đến tìm nàng cũng chính là cách tốt nhất mà ta có thể nghĩ được. Còn tính mạng của huynh thì sao? Huynh sẽ chết. Ta đã từng hứa với nàng, nếu có chết cũng phải chết dưới tay nàng. Giản công tử, Trương đại ca, sao ngươi đến đây? Một vài câu không nói hết được. Ta và Triển cô nương chịu sự ủy thác của Dương lão đại đến cứu vị tiểu huynh đệ này. Ta là mật sứ của Dương lão đại, đa tạ các vị đã tương trợ. Tại hạ Dạng Bất Tri của Thần Cơ Cốc. Thì ra là thiếu cốc chủ của Thần Cơ Cốc. Nghe danh đã lâu, nhưng đây không phải là nơi có thể nán lại lâu. Chúng ta nên đưa xác đến một nơi an toàn, nếu không phó lão nhị sẽ phát hiện ra. Được. Huynh có thấy Dương lão đại hôm nay ánh mắt ông ấy nhìn chúng ta có gì đó hơi khác thường không? Lòng dạ của ông ấy không ai có thể đoán được. Thế ta nói với huynh, huynh đừng nổi giận nhé. Cô nương cứ nói đi, ông ta có vẻ như thích ta. Thế cô nương có phải đưa ra một lựa chọn rất khó giữa hai bọn ta rồi? Lựa chọn gì cơ chứ? Ông ta làm sao có thể so sánh với huynh? Người ta là Dương lão đại đấy, huynh là Giảng Bất Tri. Cô nương thật là có cái nhìn tinh tường, huynh cũng vậy. Giảng công tử, huynh có thấy những ngày ở Liêu Đông rất đặc biệt không? Đúng vậy, lạnh vô cùng. Ta không nói về thời tiết. Chúng ta ngoài việc thường cùng đi săn bắt và có thời gian chỉ ở bên cạnh nhau. Đúng vậy, thật là vui vẻ. Thật ra ta thấy hiện tại rất tốt. Cho dù có bị truy sát, sống chết chưa biết thế nào, chỉ cần được ở bên cạnh huynh là tốt rồi. Ta cũng vậy. Huynh còn nhớ không, lần đầu chúng ta ở bên nhau? Nhớ chứ sao không. Là ở Hàng Nguyệt Sơn Trang, cô nương vì cứu ta đã chịu thay ta một nhát kiếm ở chân. Lúc đó ta thấy vô cùng hạnh phúc. Lại còn cùng ngắm mặt trời mọc ở La Gia Trại, huynh còn nhớ không? Lúc đó ta đã nghĩ, cho dù đây là lần cuối cùng được ngắm mặt trời mọc cũng rất đáng. Đi theo ta, nàng sẽ chịu nhiều vất vả. Xa chàng ta mới đau khổ. Hãy hứa với ta, sau này cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì, nàng cũng không được tự ý hành động. Hai chúng ta cùng một nhịp đập. Sao trở nên nghiêm túc quá vậy? Nàng hãy hứa với ta. Được, ta hứa với huynh, ta sẽ không tự ý hành động. Ta đảm bảo với nàng rằng, cho dù mỗi người ở một nơi, chỉ cần nàng vẫn còn sống thì ta chắc chắn sẽ không chết, cho đến khi chúng ta gặp lại nhau. Đi thôi nào. Giảng công tử, sao huynh đột nhiên nghiêm túc như vậy? Ta có chút sợ đó. Triển cô nương, lúc ngắm mặt trời mọc, nàng đã lén hôn ta phải không? Không có. Ta cảm nhận được điều đó. Ta nói là không có mà. Triển cô nương, lần đầu tiên ta cứu huynh ấy là ở đây, chính là ở chỗ này. Trước mặt là tượng Phật, về phía bên trái 3 bước. 1, 2. Ngay dưới cái rương ở đằng trước chính là cơ quan.
Đây là tay của con người, chính là nó. Tính vật của Tiêu Cục Tam Thông vốn là một cây bảo kiếm chém sắc như bùn, đến ngày hôm nay đã là bàn tay khô của vị trưởng môn thứ ba. Tại sao không dùng bảo kiếm? Bởi vì vị trưởng môn thứ ba đã làm mất bảo kiếm. Ông ta phải đành chặt chính cánh tay của mình làm vật thay thế. Không ngờ vì cánh tay khô khốc này, Dương lão đại và Phó lão nhị đã trở mặt với nhau. Đây chính là cái đáng sợ của quyền lực. Đi thôi. Bạch Hồ công tử, Liễu cô nương, chúng ta lại gặp nhau rồi. Tất cả vẫn ổn cả. Cảm ơn ngươi giúp chúng ta tìm thấy tính vật. Bây giờ hãy về Tiêu Cục với bọn ta thôi. Ở chỗ bọn ta quả đúng là có thứ ngươi cần tìm, nhưng cũng có thứ mà các người không muốn nhìn thấy. Vũ khí mà Yên Sơn phái thường dùng, Lạc Lôi đạn. Thế mà dứt xuống thì ngàn dặm cỏ không sống nổi. Mà dù ngươi có dứt đi thì ngay bản thân ngươi cũng không sống nổi. Có một cô nương tâm đầu ý hợp sát cánh, lại còn cả một đám tráng sĩ các người chết theo chúng ta thì không có gì đáng tiếc. Thủ lĩnh, thế chúng ta phải làm sao đây? Tất cả đừng động đậy. Triển cô nương, lát nữa ta sẽ dùng nó để tạo nên sự hỗn loạn. Cô hãy nhân cơ hội thoát ra ngoài. Không được, ta không thể để Quynh lại một mình. Nàng Quynh đã hứa gì với ta rồi sao? Nàng phải thoát ra khỏi đây. Hãy báo lại tình hình ở đây cho bọn họ. Sau đó hãy nghe theo sự sắp đặt của Dương lão đại. Ta nhớ rồi. Một, hai, ba. Thủ lĩnh, là thuốc viên. Mấy người các người đuổi theo cho ta. Đừng đuổi theo nữa. Thứ các người cần đang ở đây. Đuổi theo làm cái gì? Đừng đuổi nữa. Hãy đưa hắn ta đi. Dân. Nhanh, nhanh lên. Giản công tử bị bắt rồi. Không ngờ lại gặp ngươi ở đây. Nhưng dù sao ta cũng rất vui. Ta thì lại không vui chút nào. Bọn họ nói đã bắt được Bạch Hồ của Yên Sơn phái. Sao lại là ngươi chứ? Ta bị Thập Sát Môn truy nã, đành phải thay đổi họ tên để hành tẩu giang hồ. Tại sao ngươi đến Liêu Đông? Nói ra rất dài dòng. Ta đã dùng hàng băng dưỡng để ngăn trùng độc phát tán. Ta nhẩm tính đã tròn 3 tháng. Đáng lẽ ra lúc này ngươi nên ở Hắc Vũ Lĩnh rồi mới phải, chứ không phải ở cái nơi khổ sai như thế này. Ở đây quá lạnh, hàng độc trong người ngươi sẽ phát tán nhanh hơn. Ngươi sẽ chết. Ngươi còn cười được à? Đến lúc đó ta không cứu nổi ngươi đâu. Ta dù sao cũng đã làm hại ngươi rồi. Kỳ thực ngươi đã để ta sống thêm một thời gian rất dài. Sau khi ngươi đi, Lý Nhị Gia đã bị sát hại. Những kẻ may mắn sống sót sau khi chứng kiến thảm án ở Thần Cơ Cốc chỉ còn lại mấy người: Xảo Thủ Đường, Bạch Thảo Chiết. Bọn họ đều đã bị giết hết. Ta đành phải đi tìm Dương lão đại. Như vậy, nói như vậy, ngươi luôn ở cùng Dương lão đại phải không? Nếu đã hỏi đến vậy, tại sao không rời đi? Nếu mọi việc thuận lợi,
thì ta đã không còn ở đây. Có chuyện gì vậy? Tên cáo già Dương lão đại, hắn cần ta giúp hắn một việc, hắn mới chịu nói cho ta. Ta đang giúp hắn thì bị bắt đến đây. Ngươi không nên tiếp tay làm việc xấu. Cái bang và phó lão nhị đã tiến hành một cuộc thỏa thuận cùng hắn đối phó với Dương lão đại. Ngươi bây giờ là đối thủ của ta. Bọn chúng biết ngươi giỏi dùng cực hình bức cung nên sai ngươi đến đối phó với ta. Từ khi chia tay ở Hàn Nguyệt Sơn Trang, không ngờ lại gặp nhau trong hoàn cảnh này. Giang hồ tàn khốc. Đã nghe từ lâu thủ đoạn khảo vấn của Hồ trưởng lão khiến cho người ta sống không bằng chết. Lẽ nào chỉ dựa vào những sinh hoạt thường ngày? Nhị quản gia Bạch Hồ tiên sinh đây là bạn thâm gia của ta. Hồ Bắc Nguyệt ta không thể đối phó với ngay chính bằng hữu của mình. Thế trưởng lão định thế nào? Hãy lật đổ ta, cứu hắn ra khỏi đây. Điều đó là không thể. Nói vậy là sao? Ta cũng là một trưởng lão của cái bang, cùng hỗ trợ ngươi giành lấy tiêu cục Tam Thông, đối phó với Dương lão đại. Những ngày tháng ở miền Bắc của cái bang bọn ta cũng sẽ dễ dàng hơn nhiều. Dương lão đại là đối thủ của ngươi, cũng chính là đối thủ của cái bang chúng ta. Rất tốt. Ta thích bắt tay với những người có nguyên tắc. Nhưng có thể trưởng lão đã gặp phải khó xử. Không có gì khó xử cả. Hắn là bạn của ta, ngươi không được giết hắn. Cũng như vậy, ta sẽ quyết tâm giúp ngươi giành lấy tiêu cục Tam Thông. Hồ trưởng lão yên tâm đi, ta sẽ không giết hắn đâu. Ta còn có nhiều việc cần dùng hắn. Trưởng lão có thể đi trước rồi đó. Bạch Hồ tiên sinh, xin bảo trọng. Xe ngựa và y phục ở đằng kia đều chuẩn bị cả rồi phải không? Tất cả đều đã chuẩn bị xong, bảo đảm không sơ suất một chút nào. Chỉ có điều ta lo lắng Giảng huynh huynh ấy. Chúng ta cứ theo kế hoạch đã định mà tiến hành thôi. Phó lão nhị là một kẻ rất cẩn trọng, hắn chắc chắn sẽ mang tín vật theo bên mình. Chỉ cần bắt giữ hắn thì xem như đã lấy được tín vật. Đến lúc đó cứu Giảng huynh cũng không muộn. Được, chúng ta đi thôi. Minh Nguyệt, sau khi chúng ta cứu Giảng huynh xong, ta sẽ quay lại tìm cô nương. Giả như ngươi không phải là bằng hữu của Hồ Bắc Nguyệt, ta cũng sẽ không khiến ngươi khó xử. Với tình hình sức khỏe của ngươi hiện giờ, thêm một thời gian nữa có thể sẽ chết ở đây. Ngươi không cần lấy cái chết ra hù dọa ta. Ta sẽ không nói cho ngươi biết Dương lão đại đang ở đâu đâu. Được thôi. Nhưng mà tại sao ta lại cần biết Dương lão đại đang ở đâu? Lát nữa Dương lão đại sẽ tự mình nộp mạng thôi. Người nói vậy là ý gì? Thật ra các người không hề có dự định thoát ra khỏi Liêu Đông, mà là muốn lấy được tín vật, giành lại Tam Thông. Muốn bắt cọp thì phải vào hang cọp. Muốn bắt được ta đúng không? Nhưng thực lực của chúng ta không thể đấu lại với các ngươi. Cho nên các ngươi dự tính sẽ tập kích bất ngờ. Các ngươi đã thông đồng với đội buôn của Du Gia Bảo, chính là vào ngày hôm nay. Dương lão đại và các bạn bè của ngươi sẽ giả dạng thành bốc giác và phu xe của đội buôn để trà trộn vào tiêu cục. Thêm vào đó Dương lão đại rất thông thuộc địa hình của tiêu cục. Các ngươi sẽ qua mặt được các thị vệ, xâm nhập vào tiêu cục. Lão đại đã không còn võ công nữa, nhưng huynh lại có một huynh đệ biết dùng phi đao đúng không? Phi đao của hắn sẽ chuyển hướng, hành động bất ngờ. Còn có một người biết dùng đại đao, và cả một nữ sát thủ chơi ô. Còn nữa, còn tên Trương Đại Cang cầm rìu. Bốn người cùng hợp lại, nói không chừng đó cũng chính là một kế hay. Cho nên tại sao ta cần phải biết Dương lão đại đang ở đâu? Hắn chẳng phải sẽ tự đến nộp mạng ư? Không sót tên nào.
Ta nói có đúng không? Trong khi bọn ta đã có nội gián, ngươi đoán đúng rồi. Mỗi một kế hoạch của các ngươi ta đều nắm rõ như lòng bàn tay. Ngươi có phải đang nghĩ không xong rồi? Bây giờ nếu báo với bọn họ, hủy bỏ kế hoạch có lẽ đã muộn. Ban đầu khi ta khống chế Dương lão đại, hắn thà chết chứ không chịu giao tính vật ra. Không có tính vật, tiêu cục tam thông sẽ không ổn. Vì thế ta chỉ còn có cách bố trí nội gián, để hắn tự giao nộp tính vật rồi thu lưới thôi. Ngươi thật là thủ đoạn. Nếu đã như vậy, Dương lão đại còn sống ngày nào thì ta không ngủ ngon ngày đó. Lần này thì tốt rồi. Tính vật Dương lão đại, một mũi tên trúng hai đích. Đa tạ ngươi, may nhờ có kế hoạch của ngươi, tiêu cục tam thông sẽ nhanh chóng có chủ mới. Ngươi cần phải ở bên cạnh ta chứng kiến thời khắc đó. Các người làm gì vậy? Bọn ta bỏ hàng xuống. Các người là người mới đúng không? Nào, hãy đẩy xe đến đằng kia. Hàng hóa tự bọn ta tự dỡ xuống. Dân, đều có mặt ở đây phải không? Sao lại thiếu một vị khách quý cơ chứ? Đại ca, mọi việc đều ổn cả chứ? Anh không có ở đây. Hắn cất giấu ở đâu rồi? Tịch dạng mất tri. Trương đại ca, tại sao ngươi lại? Tại sao ngươi lại? Đại ca tín nhiệm ta, nhưng cùng lắm cũng xem ta như một con chó. Nhị ca thì đối xử với ta như một con người. Nhị ca đã nói với ta, lần này nếu ta làm tốt mọi việc, huynh ấy sẽ biến tiêu cục đại nghĩa thành một phân cục của tam thông ở Trung Nguyên. Ta sẽ là thủ lĩnh. Các huynh đệ trước đây ở đại nghĩa sẽ không phải chịu thêm sự ức hiếp nào nữa, lại còn có cơm để ăn. Người đúng là khốn khiếp. Về điểm này quả thật ta không làm đúng lương tâm, không suy nghĩ được thấu đáo như lão nhị. Nhưng cố gắng sát cánh bên lão nhị, ta tin lời hứa của huynh ấy sẽ thành sự thật. Ta, đây chính là điểm khác nhau giữa ta và ngươi. Ngươi làm việc gì cũng chỉ để bản thân mình vui, chuyên quyền độc đoán, ỷ thế võ công cao cường, ức hiếp quá nhiều người. Nhưng ta lại không như vậy. Ta biết cái nào mọi người cần. Ngươi nói không sai. Ngoài quy tắc ra không gì hơn tình người. Trước đây ta không hiểu, để tạo nên quy tắc cho tiêu cục tam thông đã làm quá nhiều việc tàn nhẫn. Bây giờ hiểu thì đã quá muộn. Tiếp theo, ta phải đưa các huynh đệ của ta vào Trung Nguyên. Ai ai cũng sẽ nở mày nở mặt. Tiêu cục tam thông sẽ nổi danh khắp thiên hạ.
Phó lão nhị, ngươi không thể làm như vậy. Ta thừa nhận ta đã cố chấp, nhưng việc làm chủ Trung Nguyên này, ngươi đã sai rồi. Ta sai ở đâu? Ngươi nói đi. Ngươi có mưu sâu cũng không có tầm nhìn xa. Trung Nguyên có mối quan hệ gắn bó kế thừa hàng nghìn năm. Ngươi cứ cố tình phân chia bát canh trứng như vậy, tiêu cục chắc chắn sẽ tan nát. Từ xưa đến nay có biết bao nhiêu môn phái đều bị tan rã như vậy. Ngươi chưa làm lão đại, không hiểu rõ cục diện. Kiểu khôn lỗi thì phải biết chịu tổn thất. Là ai không nhìn thấy được cục diện chứ? Bây giờ ta đang ở vị trí thử làm chủ đây. Ngươi chính là tù nhân. Ta còn đang có tính vật trong tay. 12 tử vệ đều là người của ta. Đến ngay cả cái bang bây giờ cũng đứng về phía ta. Người của Phân Đà cũng sắp đến đây. Ta chỉ cần ra hiệu lệnh, toàn tiêu cục tam thông, sau này sẽ mang họ phó hết. Cho dù ngươi có ở đây, cũng không có ai nhận ra ngươi. Ngươi không có võ công, cũng không có trợ thủ, thì có thể làm gì được chứ? Ngươi đúng là mưu mô xảo quyệt. Đến ngay 12 tử vệ do đích thân ta huấn luyện, và cả cái bang thường như nước với lửa với ta, đều đứng về phía ngươi. Điều này ta rất phục. Mọi việc sẽ không theo ý nguyện của ngươi, bởi vì ngươi quá xem thường thực lực của một người trong bọn ta. Ai? Ta? Ngươi? Ngươi nghĩ rằng bọn ta hôm nay ở đây là đã trúng kế của ngươi? Ngươi nói vậy là có ý gì? Không cần nói nhiều với hắn đâu, Dương lão đại. Sao huynh lại bị thương? Không có gì nghiêm trọng đâu. Rốt cuộc huynh còn giấu ta việc gì nữa? Võ công của Dương lão đại là thế nào? Cẩn thận. Ta đã hỏi huynh đấy. Lát nữa ta sẽ nói tất cả cho nàng. Dương lão đại của các người đang ở đây, còn không mau quỳ xuống. Đại ca, đại ca, đại ca, Trương đại ca, có mặt, hãy trói hắn lại cho ta. Triệu Ngã Hoàng, ngươi không phải muốn tỉ võ với hắn sao? Ai bảo muốn tỉ võ với hắn? Ta chưa bao giờ nói như vậy cả. Hồ trưởng lão, chiều hướng phát triển cùng sự việc có thể khiến ông thất vọng. Kẻ mà ông hợp tác bây giờ không còn làm chủ được nữa. Việc của tiêu cục tam thông các ngươi là việc nhà của các ngươi. Cái bàn bọn ta không can dự. Cáo từ. Hồ trưởng lão xin dừng bước. Ta thấy lão nhị và cái bang hợp tác là việc tốt. Sau khi ta dẹp xong đám loạn tử này, ta sẽ nói rõ cụ thể với ông. Sau này tiêu cục tam thông có cần sự giúp đỡ của cái bang, ngươi thấy thế nào? Dương lão đại thật là đại khí. Ông cũng vậy. Ông ta hồi phục công lực từ khi nào?
Ta thật sự không biết. Giảng công tử, tất cả thuận lợi như vậy đều là nhờ sự tính toán như thần của ngươi. Quá khen. Nhưng đây là một bước bất đắc dĩ phải dùng thế cờ hiểm. May mà công lực của ông hồi phục nhanh. Giảng công tử, đó chẳng phải là Bạch Hồ của Yên Sơn Phái sao? Hắn hồi phục công lực từ khi nào? Tại sao bọn ta không biết? Bây giờ có thể nói cho họ biết được rồi đó. Thực ra khi bọn ta tập hợp lại không bao lâu, công lực của Dương Lão Đại đã bắt đầu hồi phục dần. Nhưng tại sao? Vì để kế hoạch không bị bại lộ, việc này chỉ có ba người được biết: Diệp tiên sinh, ta và Dương Lão Đại. Lúc đó ta đã dùng nội lực để đẩy quá công tán trong người Dương Lão Đại ra. Sau đó ta tính toán thời gian hồi phục của ông ta. Được rồi. Ông ta như vậy có thể hồi phục công lực phải không? Ta đã học được từ tiểu yêu nữ phương pháp châm cứu, có thể giúp ông ta hồi phục 5 phần công lực, nhưng phải bị tổn thương nguyên khí. Vừa nãy ngươi tại sao đều cho họ ra ngoài? Người biết càng ít càng tốt. Nếu ngươi không phải là Lan Y thì ta cũng đã giấu luôn. Tại sao lại như vậy? Điều này bây giờ ta chưa nói với ngươi được. Dù sao biết càng muộn chắc chắn sẽ càng tốt. Bởi vì không phải ai cũng đều thích hợp với việc diễn kịch. Không nói thì thôi, dù sao cũng chả có ý nghĩa gì. Còn nữa, bắt đầu từ hôm nay, nếu có người tiếp tục hỏi ngươi về công lực của Dương Lão Đại, lúc nào có thể hồi phục, ngươi chỉ cần trả lời 4 chữ còn xa vời lắm. Cái này thì dễ thôi, ta thích làm những việc dễ dàng. Theo lời dặn của Giảng công tử, ta đã che giấu tình trạng thật của Dương Lão Đại. Thế ngươi cần hồi phục mấy phần công lực mới có thể đánh thắng được Phó Lão Nhị? Ít nhất là 5 phần. Diệp tiên sinh, như vậy cần bao lâu thời gian? Còn xa vời lắm. E rằng cần 3-4 tháng. Việc nói dối này mệt thật đấy. Được rồi, Diệp tiên sinh, phải che giấu một bí mật lớn như vậy, đến ngay cả ta cũng thấy rối mù. Việc giữ kín bí mật giết giả vậy không nên làm liên lụy đến người khác. Nhưng ta vẫn rất tức giận. Triển cô nương, cô có tức giận không? Chỉ cần Giảng công tử vui thì ta sao cũng được. Giảng huynh, lúc nào huynh biết hắn là nội gián? Ngày thứ hai gặp mặt, bởi vì hắn hỏi một câu không nên hỏi. Chỉ có tìm được ta, bọn chúng mới tìm được tín vật. Đại ca, thế huynh cất giữ tín vật ở đâu rồi? Yên tâm đi, đây là một nơi bọn chúng tuyệt đối không thể tìm thấy. Hắn giả vờ như hỏi một cách bâng quơ, đã khiến cho ta nghi hoặc. Nếu như hắn thật sự là rất trung thành, điều quan tâm nhất lúc đó có lẽ là sự an nguy của Dương Lão Đại. Chỉ có người của Phó Lão Nhị mới muốn biết một cách cấp bách như vậy, tín vật cất giấu ở đâu. Thì ra là như vậy. Hãy phát hiện ra gì khả nghi thì phải kiểm tra nó ngay. Vì thế ta đã để cho Triệu Ngã Quàng kết hợp với ngươi cùng hành động vào ban ngày. Chúng ta cần nắm rõ tình hình đối thủ mới có thể xuất phát. Trương Đại Ca, Triệu Ngã Quàng, việc dò xét sẽ giao cho hai người. Được, không có vấn đề gì. Ngươi nhất định cho rằng Triệu Ngã Quàng vẫn ở bên trong. Một người bất cẩn khả năng cảnh giác kém nhất. Nhưng ta đã giao cho huynh ấy nhiệm vụ duy nhất, đó là quan sát ngươi. Giảng huynh bảo ta quan sát ngươi, quả nhiên ta đã thấy có gì đó khác thường. Để dò la tin tức, ngươi đi hỏi chuyện những người dân xung quanh. Nhưng những người dân được ngươi thăm dò đều quay trở lại dè chừng chúng ta. Điều đó cho thấy bọn họ cơ bản không phải là dân chúng. Bọn họ chính là những thám tử do Phó Lão Nhị cử đến hỗ trợ ngươi. Ngươi chính là nội gián của Phó Lão Nhị. Muốn phản công tiêu cục Tam Thông vào hang Bất Cợp, chỉ còn có hai điều kiện. Một là Dương Lão Đại, hai chính là ngươi. Chỉ có ngươi mới khiến Phó Lão Nhị tin tưởng. Đối thủ tuy là kẻ trói gà không chặt, hoàn toàn nằm trong vòng khống chế của hắn. Nhưng Phó Lão Nhị vốn rất cẩn trọng, để hắn hoàn toàn tin tưởng vào phán đoán của mình, ta cần phải đưa ta vào trong kế hoạch. Đến đây đi một chuyến, ngày mai ta đi lấy tín vật sẽ bị bắt. Các ngươi lẻn vào tiêu cục, nhất định sẽ thuận lợi không gặp trở ngại gì. Phó Lão Nhị sẽ để các ngươi vào. Ngươi chắc chắn không nên bị ta liên lụy. Bảo vệ tốt Triển cô nương. Các người vì ta mà làm vậy, phải chăng quá mạo hiểm?
Ta không còn thời gian nữa. Đây là cách nhanh nhất trong thời điểm hiện tại. Giảng công tử, thuốc sắc xong rồi. Giảng Bất Tri, ngươi đúng là kẻ xem thường mạng sống. Cho nên Giảng công tử cầm tính vật cố ý bị ngươi tóm. Ngươi tưởng có thể tương kế tự kế nên đã dùng chiêu gậy ông đập lưng ông, trên thực tế là đưa sói vào nhà. Võ công của ngươi cao hơn ta, chèn ép ta mọi nơi. Ta đã chờ đợi 10 năm mới có được cơ hội. Ta đã nghĩ trăm phương ngàn kế, cũng không tính được một kẻ sắp chết có thể tiến vào Liêu Đông. Đại ca, ta còn có một nguyện vọng. Ngươi nói thử xem. Ta muốn kẻ đã hủy diệt ta phải trả giá. Phải trả giá. Triệu huynh, cổ huynh không sao chứ? Không sao. Loại người này chỉ cần đặt mông ngồi xuống là biết. Người phản ứng thật nhanh đấy. Lúc nãy khi hắn xông đến, ta còn không kịp cất bước. Cái này ngươi phải cảm ơn Triển cô nương. Nếu cô ấy không thay ngươi cản ngay trong phát đầu tiên, thì ta đã không kịp mà cản giúp ngươi nhắc thứ hai. Ngươi không sao thật chứ? Lúc nãy ta nghe tiếng kêu răng rắc. Tiếng răng rắc thì có gì lạ đâu. Bây giờ ta có thể làm cho kêu răng rắc. Thế nào? Năng lượng cơ thể của ngươi quả rất là tốt. Giảng công tử, việc thứ ba chúng ta đáp ứng yêu cầu của Dương lão đại đã làm xong. Đúng vậy, làm việc chính thôi. Được rồi. Dương lão đại, đã đến lúc ông nên thực hiện lời hứa. Dương lão đại, Dương lão đại, Dương lão đại, Dương lão đại. Dương lão đại, ông ấy đã ngừng thở rồi. Hung thủ chính là vừa nãy khi phó lão nhị dùng nhật quyệt tinh làm qua mắt chúng ta và đã giết ông ấy. Ai đã giết ông ấy? Là kẻ nào đã giết ông ấy? Là kẻ nào đã giết ông ấy? Là kẻ nào? Giảng huynh, nói còn bao nhiêu âm mưu quỷ kế nữa. Ta chỉ muốn giết Giảng công tử. Ta chưa hề nghĩ sẽ giết Dương lão đại. Trương đại ca, không, không phải ta, không phải bọn họ đâu. Triệu huynh, ta đã sớm nghĩ đến Đường Lang Bổ Thiện, Hoàng Tước Tại Hậu. Hung thủ đã sớm để mắt đến Dương lão đại. Nếu chúng ta cảnh giác một chút, phát hiện sớm hung thủ, thì ông ấy đã không chết. Thì ra là như vậy. Tất cả câu đố đã có lời giải. Là ai đã làm? Kẻ mặc áo trắng đó, kẻ xuất hiện ở Hàng Nguyệt Sơn Trang và kẻ mặc áo trắng của Yên Sơn Phái, hắn là một trong những người ở trong phòng này. Ở Hàng Nguyệt Sơn Trang đã sát hại Lý Nhị Gia, vừa nãy tiếp tục sát hại Dương lão đại, luôn giết người diệt khẩu, ngăn cản ta tìm ra hung thủ của sự thật 8 năm trước. Chính là ngươi. Hồ Bát Nguyệt, Giảng huynh, sao có thể là ông ta được? Ông ta đã từng cứu mạng huynh đấy. Ông ta không chỉ cứu mạng mình ta,
mà còn cứu rất nhiều người khác. Ông ta hành hiệp trượng nghĩa, là hình mẫu trên giang hồ. Hồ Bát Nguyệt là một trong những danh phận của ông ta. Ông ta còn một danh phận còn lừng lẫy hơn: Bạch Thảo Chiết, Bạch Đại Hiệp. Bạch Đại Hiệp, Bạch Đại Hiệp không phải đã chết rồi sao? Bạch Đại Hiệp. Hãy để Giảng huynh đệ nói hết đã. Ta sẽ bắt đầu từ Hàn Nguyệt Sơn Trang. Lý Nhị Gia lúc đó đã bị một kẻ mặc áo trắng sát hại ngay trước mắt ta. Động tác của kẻ đó rất nhanh, xuất kiếm như chớp. Đến ngay cả Lý Nhị Gia, người được giới giang hồ kính nể, cũng không trở tay kịp và bị đoạt mạng. Có thể nói võ công người này trên Lý Nhị Gia một bậc. Trên giang hồ ngoài Bạch Đại Hiệp, Dương Lão Đại, Xảo Thủ Đường ra, thì chỉ còn lại Dương Hòa. Đúng là Dương Hòa dùng kiếm. Năm đó ta đã thấy trong đám hài cốt của vụ thảm án tại Thần Cơ Cốc, không có thi thể của Dương Hòa. Ta có lý do để tin rằng hắn vẫn còn sống. Ta luôn nghi ngờ kẻ giết Lý Nhị Gia chính là Dương Hòa. Nhưng khi ta đến Yên Châu, ngay chính thời khắc mở áo quan của Bạch Đại Hiệp ra xem, ta thấy những suy đoán đó cần phải xem lại. Tuy ta chưa từng thấy dáng vẻ của Bạch Đại Hiệp, nhưng ta tin chắc thi thể đó không phải là Bạch Đại Hiệp mà là của người khác. Người dùng kiếm, gan bàn tay và bốn ngón tay sẽ sinh ra những con giòi mềm mà dày, nhưng ngón tay và gan bàn tay của thi thể đó lại rất sạch sẽ, cho thấy rằng hắn không phải là người dùng kiếm. Ngón tay phải của hắn có dấu vết rõ ràng bị bẻ quặp lại. Chỉ có những người cầm cung thì ngón tay mới quặp như vậy. Ý huynh muốn nói Bạch Đại Hiệp đã bắt một người biết bắn cung để thay Bạch Đại Hiệp nằm vào hòm. Người này còn uyên thâm hơn chúng ta nghĩ. Các vị còn nhớ hay không, cũng vào ngày Bạch Đại Hiệp chết, La Gia Trại ở ngoại thành Yên Châu cũng đã xảy ra một vụ án mạng. Người chết nguyên là thủ lĩnh trên núi, ta còn nhớ, tên gọi là Thần Cung Diêm La. Lúc chúng ta đến, hắn bị Hồ Yêu bắt đi. Hồ Yêu, lão đại của bọn ta trước đây là một tay săn, sử dụng cung bằng tay trái vô cùng điêu luyện, nổi tiếng khắp vùng Yên Châu với danh hiệu Thần Cung Diêm La. Chính là do cách dùng tên của huynh ấy quá lợi hại, những loài chim muông cầm thú quanh đó đều bị giết hết, vì thế mới lên núi làm sơn tặc. Trên đời này làm gì có Hồ Yêu? Hắn ta bị Bạch Đại Hiệp bắt đi. Bạch Đại Hiệp, ngươi đã dùng cách bế khí để giả chết qua mặt bọn Bạch Hạc, chờ sau khi nhập quan thì dùng thi thể của Thần Cung Tiễn Diêm La thay ngươi nằm trong hòm, sau đó lén chạy đến Liêu Đông để ra tay giết Dương Lão Đại, đúng không? Nếu ngươi biết Bạch Đại Hiệp không chết, vậy tại sao lúc đó ngươi không nói với Bạch Hạc? Kẻ mặc áo trắng chuyên giết người diệt khẩu, trước khi điều tra ra mục đích của hắn, ta không muốn liên lụy đến Bạch Hạc. Tiếp sau đó là liên tiếp những thất sách của ta, bị kéo vào cuộc chiến tranh giành giữa Dương Lão Đại và Phó Lão Nhị, đặc biệt là Dương Lão Đại. Võ công của ông ta dần dần hồi phục. Việc này đã khiến ta lơ là cảnh giác, đã để cho ngươi có cơ hội ra tay. Ta mới đột nhiên tỉnh ngộ. Bây giờ nghĩ lại, hôm đó tại Hàn Nguyệt Sơn Trang, kiếm pháp dùng để giết Lý Nhị Gia và kiếm pháp hôm nay để giết Dương Lão Đại giống hệt nhau. Ở đây, những người đã từng đến Hàn Nguyệt Sơn Trang chỉ có ta, Triển Cô Nương, Triệu Ngã Hoàng, Hồ Bắc Nguyệt và Trương Đại Cang. Dương Lão Đại, Triển Cô Nương và cả Triệu Ngã Hoàng luôn bên cạnh ta. Với võ công và vũ khí của Trương Đại Cang mà nói, huynh ấy không thể giết chết Dương Lão Đại được. Nối các sự việc lại với nhau thì chân tướng chỉ có thể có một: người chính là Bạch Thảo Chiết, là người đã giết chết Lý Nhị Gia và Dương Lão Đại. Bên trong cây gậy mà ngươi giấu chính là cái kiếm giết người, có đúng không? Thật không hổ thẹn là con trai của Giảng Tận Quang. Mưu kế nào cũng đều không che giấu được ngươi. Không sai, Lý Nhị Gia, Dương Lão Đại và cả Thần Cung Diêm La
đều là do ta giết. Ngươi thật sự là Bạch Đại Hiệp? Ta chính là Bạch Thảo Chiết. Nếu sự thật như vậy, thì việc ta điều tra sự thật vẫn còn một tia hy vọng. Bạch Đại Hiệp, xin hãy nói cho ta biết, tại sao thà phải giết người diệt khẩu, chứ không muốn để cho ta biết chân tướng sự việc? 8 năm trước đã xảy ra chuyện gì? Ở đây hơi lộn xộn, chúng ta tìm nơi nào khác nói chuyện đi.